Ủ chừng này ăn giòn đấy nhở. To thế. Thắng ơi. Này nó to bằng cái thúng. Ui. Ui, kinh nhỉ. Con khứa này chất lượng ấy. Bây giờ nó nằm ở trong đấy rồi, nặng anh ạ. Nhưng mà ý là lấy không vật này chắc đôi được, đôi được mà. Nhưng mà nó nói là lấy cái khấu lên này đây này. Lấy khấu anh ơi. Lấy khấu. Lên đi. Ui, to thế. Kinh khủng luôn. Cái nồi ăn cái chậu đây. Đừng được khéo khách đấy. Kéo cho vào. Kéo vào. Ui dồi ôi. Cái gì đâu phải có thời gian nữa. Cái gì có đòi ăn ngay được. Sau đây mình sẽ ăn luôn nhá. Thôi các bạn nhìn nhá. Ừ ăn. Mấy chục, cái này mười mấy cân được nhỉ? Anh em làm miếng à? Xây luôn mặn.